tuổi em có lập gia đình, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Gì vậy? Có 3 tháng hả? Dạ, tại vì cái đó là ba mẹ hai bên, hai bà mẹ hai bên bắt tay nhau, hai nhà cùng một con đường, cách nhau 15 căn. Thật sự mà nói là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa. Từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi. Còn về bên nhà chồng là cô chú, hai cô một chú, rồi ba má chồng nữa là 5 người, rồi anh em chồng nữa là 4 người, là tổng cộng 9 người. Là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn. Đây. Xin mời. Mời nhà gái. Chị có quà cho anh Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ, dạ là hai anh em làm nhà cách dạ. một chút. Rồi, dạ. em mời chị ngồi. Giờ dạ. sẵn đà cái dạ. mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi. Em tên Võ Ngọc Thảo, sinh năm 78. Nguyên quán là ở thành phố Cao Lãnh, nhưng mà gia đình là sinh sống ở Sài Gòn cũng hơn 10 năm rồi. Có nhà của gia đình ở quận 8. Em là công việc chính của em là nấu ăn cho gia đình nước ngoài. Bên cạnh đó là em cũng có phụ gia đình buôn bán nữa. Cuối tuần em mới về bên nhà bên quận 8. Ba mẹ thì 2-3 tháng ba mẹ mới lên một lần. Ủa nhưng mà sao cuối tuần mình mới về nhà bên quận 8 vậy, còn nguyên tuần mình ở đâu chị? Tại vì chỗ làm có phòng, có máy lạnh, dạ. có mọi thứ luôn, dạ. phòng riêng cho chị. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào em Sư Miền Linh và dạ. Ngọc Lan ạ. Dạ. Dạ, chào gia đình nhà gái và bạn gái bên kia ạ. Dạ, mình tên là Đặng Thành Tân, năm nay 43 tuổi ạ. Quê ở Long An mà sinh sống, làm việc tại Đồng Nai ạ. Mình làm việc ở Đồng Nai là mình làm cái gì? Dạ, bộ phận xe nâng ạ. Bộ phận xe nâng, tức là dạ. mình lái xe nâng á hả? Dạ. À, cái xe đó khó lái lắm á. Dạ. Mà lái được xe đó lương cao lắm á. Dạ. Nhà trai ở miền Tây. Nhà gái cũng miền Tây nhưng mà ở Sài Gòn 10 năm hả chị hả? Đúng rồi, gốc ở miền Tây thôi, gốc ở Đồng Tháp. Ba mẹ là 2-3 tháng là em trai cũng lái xe hơi về rước ba mẹ lên á. À, tức là ba mẹ vẫn ở miền Tây đúng không? Ba mẹ ở thành phố Cao Lãnh dạ. Mà... vậy khỏe rồi. Muốn đi qua Cao Lãnh thì phải tới Long An. Rồi bây giờ nhà trai cho nhà gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của mình là biết nấu ăn, biết đi chợ nấu ăn. Dạ, cái gì làm cũng được. Nói chung là... còn khuyết điểm thì không có cái gì gọi là khuyết điểm. Tại vì mọi thứ nó đều... mình đều giải quyết được hết. Trời, sao cái người đàn ông này đặc biệt quá. Tôi phải dạ, đi qua ăn nghĩa dung nhan như thế nào. Sao người gì mà không có tật xấu, người gì mà không có khuyết điểm. Dạ, em chào anh. Em xin phép được qua nhà để trò chuyện với anh. Qua đi bà mối. Dạ. Qua con mắt nhà trai đi. Dạ. Nhà trai không có khuyết điểm gì trơn á. Nhà trai á là chuyện gì cũng thấy giải quyết được hết trơn á. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Nói gì vậy? Bây giờ tối ngủ anh có ngái không? Có. Đó là mình ngái là người ta ngủ không có được. Có khi nào anh mấy ngày mới tắm lần không? Không, có xỉn quá thì ngủ luôn. Đó, là cũng tật xấu đó, xỉn là ngủ không có tắm. Đó. Mấy ông nhậu nha, tôi nói mấy phụ nữ người ta càm ràm như lắm luôn á. Ngủ về xỉn là không tắm. Mà lúc đi nhậu nó hôi, tới nó mùi bia, mùi mồ hôi, mùi gì về không tắm. Mà bữa nào nhậu về không tắm, ai đâu chịu nổi. Đó cũng là tật xấu. Có hút thuốc không? Dạ không. Không hút thuốc luôn hả? Được, không hút thuốc là được rồi đó. Là em chịu á. Có biết cua gái không? Có biết cua gái không? Cô gái biết dạ. biết cái đó cũng không tốt và cũng không xấu. Em hỏi anh đi. Anh biết cô gái vậy thì cớ làm sao mà đi lên đây anh tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì cái duyên của mình ở trên Mong Mai Bà Mối và Muốn Hẹn Hò, mình muốn lên đây để tìm một nửa của mình ở trên này. Tìm ở ngoài không có. Đúng rồi, ở ngoài kia tôi nói nhiều quá không biết ai là ai hết. Lên đây chương trình sẽ lọc ra. Lái xe nâng là sao không hiểu? Có những cái hàng hóa nó nặng quá, dạ. thì cái xe đẩy vô nó nâng lên mình không có thể khuân vác được. Đó là kiểu vậy đó. Cái xe nó nâng lên. Nó có hai cái chĩa vậy nè chị, cái nó chọt vô trong cái thùng hàng, cái nó nâng lên cao vậy để nó lấy cái thùng hàng ra, xong rồi chĩa đi qua chỗ khác, cái lắp vô trong cái chỗ khác. Em gái anh hiểu rồi, đó. Em gái sợ lái xe tải, nghe nó lái xe là sợ mấy ông lái xe đi đường dài có bồ mà trời kia, lái xe nâng là nâng có một chỗ thôi, đúng không em gái? Dạ. Trời, hỏi tôi biết rồi. Vậy rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Mình nói cái cho nhà trai sợ nè. Ưu điểm của chị là hoạt ngôn, nấu ăn làm bánh, biết xử lý tình huống, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Khuyết điểm là mù đường, cũng hơi nóng tính, nhưng mà vừa nóng tính xong là biết suy nghĩ lại. Đường tình duyên nhà trai sao nè?
Được hai mối tình đầu thì kéo dài cũng vài tháng, là mối tình thứ hai thì kéo dài được khoảng 7 năm. Là có kết hôn rồi thì thôi. Có con chưa? Dạ không. Không có con. Dạ. 7 năm mà chưa có con hả? Do buôn ba cuộc sống quá rồi, riết rồi nhìn lại thì thời gian nó quá dài rồi. Do ai lo cuộc sống quá? Dạ cả hai người. Thì từ cái do đó mình rút kinh nghiệm, thì một nửa sau này của mình sẽ yêu thương và sẽ chăm lo hơn, và mình sẽ cố gắng dành dần nhiều thời gian hơn bên người ấy. Tức là cũng thiếu quan tâm. Dạ. Không chăm sóc. Thì đó, lo mưu sinh đó. Đúng rồi. Chị rồi. Ơi, vậy bây giờ tới mình sao chị? Chị hồi đó là năm 24 tuổi. Dạ, dạ. Ai, dạ. Xin chào con gái. Dạ. Năm 24 tuổi em có lập gia đình, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Gì vậy? Có 3 tháng hả? Dạ. À, tại vì cái đó là ba mẹ hai bên, hai bà mẹ hai bên bắt tay nhau. Hai nhà cùng một con đường, cách nhau 15 căn. Thật sự mà nói là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa. Từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi. Còn về bên nhà chồng là cô chú, hai cô một chú, rồi ba má chồng nữa là 5 người, rồi anh em chồng nữa là 4 người, là tổng cộng 9 người, là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn. Rồi xong là đám cưới xong 1 tháng rưỡi sau, mới có 1 tháng rưỡi thôi đó mà em đã ốm sụt xuống 4-5 kg. Anh nói 3 tháng chứ thật ra em ở bên chồng có 2 tháng thôi, tại vì 1 tháng rưỡi là đã lình xình rồi. Coi như từ lúc đó tới nay là bao lâu rồi? Dạ cũng 19 năm rồi. Để thanh xuân nó qua thì đi 19 năm vậy đó hả? Dạ, tại vì em là một đứa tối ngày cứ lui cui trong nhà đó, không thích đi chơi, mà nói về kinh tế thì em không phải lo, về già thì công việc em cũng ổn định. Tuy là ra ngoài xã hội em không là chỉ là công việc bình thường nấu ăn thôi cho những gia đình nước ngoài thôi, nhưng mà trở về nhà thì em, cái vị trí của em là khác. Nói chung là về kinh tế em không phải lo, rồi già cũng có nhà của gia đình, nhà ở Sài Gòn cũng có, nhà ở dưới quê cũng có. Nó mà ba mẹ chỉ có 2 đứa con thôi. Thành ra là em rất tự tin về điều kiện của mình, là mình dù đã ly hôn rồi nhưng mà mình không có con của mình. Rồi, coi như cá tính em mạnh mẽ quá. Dạ. Coi không như cần mình không cần một người nào bên cạnh cả. Dạ. Không lẽ giờ em sống về hoài cũng phải có đứa con. Dạ. Rồi, người đàn ông nó mẫu hình lý tưởng thế nào, em diễn tả coi giống bên đây không? À, dạ, trầm tính, hiền, hoạt bát một chút, nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều, có trách nhiệm trong gia đình được rồi. Ừ. Về ngoại hình thì sao chị? Chị cần, chị muốn cao bao nhiêu? Vừa người với anh Việt Linh được rồi. Cứ về được ha. Cứ về cũng ổn lắm rồi đó. À, bên kia cao hơn rồi nha. Bên kia cao hơn, đàn ông hơn. Bên đây hơi yếu, được không? Đậm hơn bên đây một chút. Đen hơn, đàn ông hơn bên đây một chút. Để ông đi không sao anh. Rồi, ok. Mình muốn người phụ nữ thế nào? Người phụ nữ vui vẻ. Bên kia nãy giờ thấy vui không? Dạ vui. Bên đây là tính tình vui vẻ, hòa đồng, thoải mái nha. À, không có lắm, 1m55 trở lên là được rồi, tròn tròn một xíu. Tròn, bên kia có tròn. Dạ. Gì nữa? Dạ thôi, vậy được rồi. Vậy được rồi ha? Dạ. Rồi, ok. Anh trai đi với ai? Đi với hai chị với anh rể. À, rồi có gặp chị cái gia đình cái nha. Trước mắt em xin chào anh Kiến Đình với Ngọc Lan. Dạ. Toàn thể khán giả trong trường quay, em là chị của Tân. Ở đây thì thời gian nó quá ít, mình không nói được gì hết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội để ra ngoài mình tìm hiểu nhau. Bạn bên này thì chị thấy cũng được, mình cũng hoạt bát, nhanh nhẹn. Nói chung là cũng là một người phụ nữ đảm đang đó. Thì em cứ nói chung bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì mình cứ làm sao mà tìm hiểu để đi tới cái hôn nhân, để con tạo cái sự nghiệp nữa. Mình không còn cơ hội nhiều. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn nói chuyện nha. Mở rào. Tân với Thảo cứ thoải mái nói chuyện ha. Thời gian của nó với mình là không có đeo file, mà không đeo thử coi nó hợp không. Dạ, xin phép. Nó là như thế này. Ở đây đây. Dạ.
đưa cho mọi người xem có đẹp không? Đúng rồi, đúng rồi, đẹp không ạ? Thế là em thích du lịch hay là thích cái điều gì ở cuộc sống? À, thích thích rất nhiều thứ, một người rất ham lam. Thích nghe nhạc, thích nấu ăn, thích làm bánh, thích đi du lịch, đọc sách, xem phim, thích rất nhiều thứ. Em không thích gì ở người đàn ông nhất? Không thích đàn ông quá dữ mà cũng không thích đàn ông quá hiền. Lúc nào cần nên giữ phải giữ, lúc nào cần hiền phải hiền. Thưa biết là em với anh là bằng tuổi không? Thì cũng là 18. Nếu mà ai vậy thì em bao giờ mới cưới nhau hay là hôn nhân, em có dự định là có sắp xếp được thời gian nữa không? Tìm hiểu ít nhất cũng phải 1 năm 2 năm, tại vì thật sự mà nói là cũng chưa chắc, cũng chưa chắc hiểu thật sự được. Thật ra tuổi của hai bạn không thể chờ đợi được nữa, chính vì thế nên một vài năm nó lâu lắm. Bây giờ em cần gì người đàn ông, em không thích gì người đàn ông, em cứ nói đi để người ta mình rút ngắn cái đoạn đường nó lại, cao lắm là 8 tháng đến 1 năm thôi, hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi. Hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi. Đừng có xa quá nha. Được không? Được không em gái? Dạ được. Dạ. Nha. Năm, tối thiểu 5. Đúng rồi, khoảng 5 đổ lại thôi. 4 mấy là sanh cũng mệt rồi đó. Dạ. Tết nữa là 44 rồi. 44 rồi thấy chưa? Dạ. 45 đẻ là vừa đó. Dạ. Em cho cơ hội cho bên đàn trai, ví dụ em nói gì nó hoạch thẹt nó luôn đi. Dạ đúng rồi. Đừng có giận hờn không nói. Tôi không thích cái đó đó, anh là không làm được thôi. Mà bạn này được cái này nè, sao cũng được, chuyện gì cũng giải quyết được. Đúng không? Nãy em nói đúng không? Hả? Anh sanh năm 78 luôn hả? Đúng rồi, anh sinh năm 78. 78, anh sinh tháng mấy? À, tháng 5. Tháng 5, năm dương lịch hay âm lịch? Thì tháng 5 trên. 1 năm tháng 5 đó. Không, tháng 5 ở trên. Trên dưới gì tại bà, tháng 5, 1 năm tháng 5 đi. Anh sống tới từng này tuổi rồi, anh gia đình anh rồi bản thân anh có trải qua nhiều biến cố chưa? Có chứ em, nó nhiều biến cố, nhưng là mình cảm thấy gục ngã luôn á. Nhưng mà vì gia đình, vì bản thân mình, nó có một cái tạo động lực để mình đứng lên, để mình đi tiếp. Nhưng mà tại sao giờ hai vợ chồng sống với nhau 7 năm mà chưa có con? Cái đó thì anh cũng chia sẻ là vì cuộc sống á, rồi nó trôi chảy dần quá, rồi thời gian nó quá mau mau. Rồi riết rồi chắc là từ chỗ đó mà hai người nó xa cách với nhau. Cái vụ này anh chen vô nữa. Em hỏi đúng đó, 7 năm không có con. Bây giờ cứ nói thật ra đi, mình lớn hết rồi. Cái chuyện có con là có phải lỗi do em hay lỗi do vợ em không? Có đi khám chưa? Có, đúng là đi từ vũ đều khám đều rất nhiều. Nhưng mà người ta nói bình thường, thậm chí mình đi xin thuốc uống mà người ta không cho, người ta nói ông bình thường mà xin cái gì nữa mà xin. Ông bình thường đúng không? Dạ. Đẻ được ha? Dạ, vâng. Chuyện con cái được rồi. Rồi bây giờ là thí dụ giờ hai người lấy nhau, mình ở đâu? Em có định điều đó không? Có, em có về Long An, có thể là về Long An, như Sài Gòn mình có thể là làm ăn được và làm nghiệp được thì có thể là mình ở Sài Gòn. Lương á, tất cả mọi thứ thu nhập em có thể đủ nuôi vợ nuôi con không? Đủ hay không là do mình, nói chung là một tháng khoảng từ 7-8 triệu mình vẫn đủ nuôi vợ nuôi con. Bây giờ nhu cầu của chị là muốn một người đàn ông lương một tháng bao nhiêu? Chị tự lo được cho bản thân chị mà, quan điểm của chị là vợ không có nuôi chồng, chồng nuôi vợ chứ không thể nào mà vợ nuôi chồng. Thì đó, bây giờ ví dụ như ảnh là lương tháng 7-8 triệu đó, rồi chị chịu không? Cái chuyện vợ nuôi chồng, chồng nuôi vợ cũng không quan trọng ở đây. Khi mà chúng ta đã thương nhau rồi đó, tình yêu đủ lớn rồi, ai nuôi ai cũng không quan trọng. Là anh đàn ông phải là cái tùng cái bách che chở phụ nữ chứ, chứ tại sao bắt phụ nữ đúng lại rồi, lo lại? Có thể ai cũng nghĩ như thế. Thật ra tìm một người đàn ông đúng cái tùng cái bách nó khó vô cùng luôn. Chúng ta cũng phải gọi là trung bình thôi, đừng nghĩ là họ lo cho mình hết được. Biết đâu yêu thương nhau mình có thể hỗ trợ về họ làm ăn được tốt. Về nếu em có kinh tế, em với ổng hùng nhau mua cái xe, ổng chạy, nếu em sợ em đứng tên. Thí dụ vậy, hiểu không? Mở lòng mình ra một chút. Đúng là chị chưa có mở lòng mình được là bởi vì chị đã gặp quá nhiều cái sự không có tốt ở trong cái cuộc sống của chị rồi. Có một lần thôi. Nhưng mà toàn là những người trong gia đình gạt em không hả? Cho nên bây giờ chị bị thủ. Vậy thì bây giờ chị chọn cách vậy nè, tiền ai nấy xài. Ờ à, đúng rồi. À, ý chị là vậy đúng không? Là tiền đúng ai nấy xài. Thì đó, phải anh nói đó. Em từng bị cái trường hợp như nè, chưa gì hết mà mãi hơi hết. Mãi hơi kêu em, xúi em về quê á, kêu ba mẹ sang tên nhà dưới quê cho em. Cái đó là không được. Mới có đi uống cà phê mấy lần mà mãi hơi vậy rồi. Cái đó là không được. Lương ai nấy xài đúng không? Vậy giờ tiền điện, tiền nước, tiền nhà rồi chia làm sao? Tôi trả, mới tôi trả. Tôi trả, mới tôi trả. Được không? Thôi. Mỗi lần đi kiếm tiền điện, tiền nước, tiền nhà kiếm Nguyễn Linh cực lắm. Thôi để tự trả đi.
Thôi, vậy nó giận tôi trả rồi. Anh tưởng đâu anh trả đó. Thấy chưa, ngạo án chưa, thấy chưa? Không được. Rồi, nào, Tân nắm tay đó, Thảo cái đi, hai nắm hai tay đó. Cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần. Nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à? Đúng. Đúng không? Thì mình cũng phải nhận biết, nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó. Chứ còn đúng, em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được. Thôi đến đây cũng hát tặng em và anh chị các bạn bài hát Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền Tây, vùng đất phù sa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng, nơi sớm trên làng bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn Anh Ba Khía nhà quê. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chán chưa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi sớm trên làng quê ai cũng biết tình đẹp miền Tây Anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Cảm ơn mọi người ạ. The Great Wave Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Cho em hỏi anh này xíu. Hiện giờ ba mẹ anh sống với lại anh chị em của anh. Mẹ anh đang sống Long An với em Út. Dạ. Ba mất lâu rồi. Ba mất lâu rồi. Dạ. Sau câu chuyện này các bạn có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại hoặc mạng xã hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau đây, hãy giữ lấy nào. Để ta nút bấm đi Thảo và Tân. 1 2 3 Hết thời gian. Chị có bấm không? Chị có bấm. Tân không bấm hả? Dạ không. Cảm thấy xin lỗi. Dạ. Tôi thật là có lỗi. Dạ. Tôi lại chỉ lo một nửa đường mà không quên lo nửa đường bên đây. Sao vậy Tân? Dạ, cảm giác như là không biết sao không có... Em cảm giác là bây giờ anh Tân bị sợ ngược trở lại về cái nỗi sợ của chị Thảo. Đúng rồi, anh có lỗi trong chuyện này. Anh lại làm tổn thương một lần nữa. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn, không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Từ đó được làm hết sức. Ôi đau lòng, thật là đau lòng. Thấy cái tâm lý bên đây nó nặng quá thật như vậy quá. Cho nên là co lại liền. Đúng rồi. Mời các bạn xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. 1 2 3 Hết thời gian. Chị có bấm không? Chị có bấm. Tôi không bấm hả? Dạ. Cảm thấy xin lỗi. Dạ. Tôi thật là có lỗi. Kính chào chương trình ạ. Chào mọi người ạ. Mình là tên Đặng Thành Tân. Đến trong chương trình bạn muốn nghe họ hôm nay, cảm xúc của mình rất là vui và hào hứng. Nói chung là suốt mấy đêm liền không ngủ á. Và mình muốn là đến đây là
có cơ hội gặp một người bạn gái, một người bạn đời của mình. Lúc mà mình đã báo tin cho người nhà mình đã tham gia chương trình thì mọi người nhà mình rất là vui và ủng hộ và khuyến khích đi tham gia chương trình. Mình có đến đây chương trình là mình có tặng, có chuẩn bị quà cho bạn nữ là một bó hoa. Ý nghĩa là như là mình muốn là cái bó hoa đó tươi đẹp giống như một người bạn đời của mình, nó lúc nào nó cũng tươi tươi giống như một bó hoa đó. Gửi gắm là thì dù đã đến đây thì có duyên rồi, dù mình bấm nút hay không thì có đó cũng là một cái sự có duyên cho mình. Hy vọng là bạn nữ luôn luôn vui vẻ. Hôm nay đi cùng người thân gồm có anh và chị ạ. Trước tiên thì cô xin rất là chân thành cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em cô gặp được một người bạn đời. Cô sẽ mong muốn là giống như em dâu của mình đó, là sẽ là một người biết chăm lo cho gia đình nè, cả hai bên có một cái tình cảm tuyệt đối để hả mình chăm lo cho gia đình nhỏ của mình là chính. Cảm xúc của mình rất là vui, rất là phấn khích, tại vì xem ở trên TV lâu rồi đó, rồi người thân gia đình mình cũng rất là thích, rất là tin tưởng chương trình. Mong và nhờ chương trình thì giúp chị mai mối chị một người phù hợp với lại gia đình chị, với là chị. Dạ, trầm tính, hiền, hoạt bát một chút, nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều, có trách nhiệm trong gia đình được rồi. Cảm xúc hơi bất ngờ, tại vì anh Diệm Linh với lại Lan là cố thuyết phục. Thật sự mà nói anh này thì anh hiền quá đi, là cũng đang phân vân mà nhưng mà cũng muốn tạo cơ hội cho hai bên tìm hiểu đấy, thì cũng thật sự là rất bất ngờ. Lý do là cô gái mình cảm thấy như là mình có đồng ý về nói chung là cách sống, trong là cách sống và cái cách mà cư xử là về nói được vậy, nó khác quá sự. Thôi không có nút để tạo cho một cô gái không có một cái tự do để người ta cố được hỏi kiếm người khác. Em ơi, hãy cố lên, mình hãy thả lòng một chút xíu, đừng có nhìn mọi người bằng một cách màu đen nữa. Mình hãy thả lòng và giờ phải nói cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần, nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à? Đúng không? Thì mình cũng phải nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó chứ còn đúng. Em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được. Gọi cô gái là như thế.